Ngày 13 tháng 3 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu truyền đạt kế hoạch co cụm lãnh thổ của mình với tướng trưởng và ra lệnh bỏ Huế để rút về Đà Nẵng. Ngày 19 tháng 3 năm 1975, Ngô Quang Trưởng bày tỏ ý định rút về cố thủ ba cứ địa Huế, Đà Nẵng và Chu Lai được Tổng thống Thiệu chấp nhận. Ngày 20 tháng 3 năm 1975, Tổng thống Thiệu lên sóng phát thanh, hiệu triệu rằng Huế cần phải được phòng thủ bằng mọi giá. Tối hôm đó, Ngô Quang Trưởng nhận chỉ thị mới của Tổng thống Thiệu lui về giữ Đà Nẵng. Trước sự tấn công của quân giải phóng, sư đoàn 1 nhanh chóng tan rã, chỉ 1/3 quân số ban đầu đến được Đà Nẵng. Ngày 27 tháng 3 năm 1975, quân giải phóng đã pháo vào căn cứ quân sự tại Đà Nẵng. Ngô Quang Trưởng gọi điện về Sài Gòn xin di tản bằng đường biển. Do Nguyễn Văn Thiệu không đưa ra mệnh lệnh dứt khoát, Ngô Quang Trưởng đành tự ra lệnh rút khỏi Đà Nẵng bằng đường biển. Ngày 29 tháng 3 năm 1975, quân giải phóng tiến vào chiếm Đà Nẵng.